Xin chào anh em, lại là mình đây. Đọc qua chap 1129 cảm giác sống lại những cuộc phiêu lưu thú vị trước time skip. Đây cũng là ý kiến chung của nhiều YouTuber nước ngoài. Mình có xem và họ cũng nói rằng Bác Oda đang mang lại cảm giác classic One Piece, một thế giới hoàn toàn mới ở Elbaf. Có phải chúng ta đang rất tò mò hòn đảo này trông như thế nào, phản diện chính ở Elbaf và sự kiện gì sẽ xảy ra? Câu chuyện bắt đầu từ một căn phòng người khổng lồ và sắp tới đây là cả một khoảng trời mênh mông hiện ra bên kia bức tường. Gã khổng lồ tự xưng thần mặt trời không biết như nào sau khi bị Nami cho ăn sét vào mồm, chắc cũng đến lúc băng tân cự nhân do Hajudin cầm đầu xuất hiện. Ra mặt xin tha mạng cho thằng đệ, nhở? Ok, ngay bây giờ, cùng mình dự đoán diễn biến chap mới 1130. Let's go thôi! Thần mặt trời Rod vẫn chưa bị đánh bại. Được debut với danh xưng Thái Dương Thần, tưởng ai xa lạ thì ra là tên khổng lồ Rod, hoa tiêu của băng tân cự nhân. Đệ của thằng đệ mà láo lắm, dám cả gan đưa bố già Luffy vào tù. Tạo hình cũng ra gì đấy, nhưng chưa thấy điểm nào nổi bật ngoài cái mỏ gáy to. Hắn dám trái lệnh Hajudin, bắt cóc băng mũ rơm làm bút bê sống, phục vụ cho đam mê làm content của mình. Một tên weebu chính hiệu, gọi các thành viên băng lù với kính ngữ Tasso vốn dĩ chỉ dành cho các otaku, thể hiện sự yêu mến với nhân vật truyện tranh. Thật ra trong One Piece cũng tồn tại manga tiểu thuyết anh em nhá. Thằng Rod này là một tín đồ của tiểu thuyết về samurai các thứ. Cách nói chuyện của hắn cosplay theo kính ngữ thường được dùng ở Wano Quốc. Weebu này phải cỡ weebu chúa chứ không đùa. Rod tự tạo nên một thế giới nơi những con người bé nhỏ sinh sống theo câu chuyện của hắn. Tiếc là băng mũ rơm phá quá phá, chứ có khả năng tên này sẽ trở thành một mangaka vĩ đại với tác phẩm truyện tranh. Bỏ bao công sức để rồi bị đạp đổ trong phút chốc, âu cũng do tính háo thắng dạo chọc tới thằng main bộ truyện. Luffy phá vỡ bức tường thứ tư đối diện với tác giả, còn Nami cho hắn ăn sét vào mồm. Đòn kích điện giật tung chem chép, thật ra thì nhà hắn trồng mít Thái nên kết quả không khác đi được. Khách đến chơi nhà quậy nát cả điện thờ rồi đánh cả chủ nhà. Nhưng trong mắt băng mũ rơm, thần mặt trời mới là kẻ ác phản diện. Oda chuyển hướng dư luận cứ phải gọi là chùm. Tưởng tượng ở góc nhìn của Rod, băng lù khác méo gì bọn khốn kiếp phá làng phá xóm đâu. Câu hỏi đặt ra lúc này, liệu thần mặt trời đã ngỏm hay chưa? Đòn giật sấm sét Rayleigh có đủ hạ gục một gã khổng lồ quá cỡ của băng tân cự nhân. Dù sao Rod nó cũng có chút tiếng tăm, hoa tiêu của băng Hajudin thì mình nghĩ có lẽ chiêu mà Nami sử dụng chỉ tổ khiến Rod nổi điên hơn. Quần que gì, giật sét cơ bản mà đi luôn thì nhạt lắm. Phải cho người ta biết gương mặt thật của tên dâm dê mê gái này. Theo át, Rayleigh của nạm chỉ khiến cho Rod quỵ trong chốc lát, cháy khét mặt nạ hiêu của hắn. Và trong chắp sau, thần mặt trời cởi bỏ vỏ bọc để lộ ra avatar của kẻ đã thay đồ cho Nami-san của chúng ta. Với những gì băng mũ rơm gây ra trong căn phòng điện thờ, đốt đền, tấn công thú cưng, ăn thịt thú dữ, Rod sẽ không buông tha cho tụi lù đâu. Hắn tiếp tục truy sát dù họ có phi qua được bức tường ở phía đối diện. Tất nhiên thằng khớ Weebu không phải đối thủ xứng tầm, cỡ Chopper hóa Monster Boy là đủ vã bốp bốp. Nhưng với mối quan hệ tốt giữa Luffy và Hajudin, có thể thuyền trưởng băng tân cự nhân sẽ đứng ra bảo vệ cho hoa tiêu của mình. Kiểu nể mặt thằng em, tha mạng cho thằng đệ, không hiểu chuyện ấy mà. Gặp lại Hajudin. Trong chap trước, Rod đã giải thích về căn phòng Lego như thế này. Nói thật, nơi này thật ra chính là trung tâm giam giữ người khổng lồ. Theo anh em, Rod nó có ý gì nhở? Chẳng phải căn phòng Lego chỉ nhốt người thường vào thế giới mô hình của hắn ư? Dựa theo kiến trúc trong phòng và vẻ mặt hớn hở của Luffy, dường như bên kia bức tường là một nơi an toàn hơn. Luffy rất vui với cảnh tượng bên ngoài, theo đó đây có thể là nhà giam những người khổng lồ phạm tội. Đôi mắt sáng rỡ của Luffy biết đâu báo hiệu điềm lành họ gặp lại người quen. Hoa tiêu băng tân cự nhân ở đây thì không có lý gì không liên tưởng tới việc băng Hajudin cũng ở đây. Hắn bí mật giam giữ băng mũ rơm nhưng bị bại lộ do Luffy nó đào ngục thành công. Hajudin nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bức tường nên đã phát hiện ra bố già Luffy. Đáng lẽ họ nên cùng băng người khổng lồ Dorybrogi trịnh trọng mời đến Elbaf dự yến tiệc chứ không phải trải qua biến cố này. Ai cũng biết Hajudin tôn trọng Luffy như nào, chưa kể chính ông còn nâng Usopp lên cao, tung hô là đấng cứu thế tại vương quốc Dressrosa. Nếu không có băng mũ rơm thì tầm này Hajudin đã là một món đồ chơi quá cỡ dưới tay Doflamingo. Thuyền trưởng xem lù như bố, The Godfather, còn thằng đệ hoa tiêu thì báo quá. Hajudin sẽ là người đứng ra giảng hòa khi ông gặp lại băng mũ rơm yêu dấu. Ê, mà tính ra hiện tại với việc lù trở thành tứ hoàng, Hajudin cũng hưởng sấy chức sư đoàn trưởng hạm đội tứ hoàng. Oách VL có thiệt thòi gì đâu nhở? Mình tin rằng sớm thôi Hajudin sẽ đón tiếp băng lù, có thể ngay chắp sau đưa họ đi khám phá đất nước. Cũng như biết đâu dính vào một cuộc chiến nào đó đang diễn ra trên đảo. Như thường lệ, Luffy đi tới đâu là chiến tranh tới đó, người chơi hệ báo và rất chi bố đời.
Qua đó, với màn tái ngộ này, chúng ta sẽ biết thêm về các thành viên trong băng cựu nhân tộc. Có cả cô đầu bếp xinh đẹp nên anh em cứ yên tâm, Ác Elbaf không thiếu những bóng hồng. Sanji có thể tạm tha thứ cho Rốt nếu như hắn giúp anh Tư làm quen với cô nàng có tâm hồn to bự trong băng. Robin tái ngộ sao? Băng mũ rơm bị chia thành hai top. Tính theo thời gian thì có lẽ đội bên Dory Broggy cũng đưa top còn lại về đến Elbaf. Họ đã băng qua khu vực sương mù gây ngủ bao quanh hòn đảo nên giờ này ít nhất cũng phải cập cảng rồi. Ai cũng biết người Elbaf quý khách thế nào. Trước đó không lâu, họ vừa chào đón nồng nhiệt băng tóc đỏ và đồng minh của Shanks ở bến cảng. Nay thêm băng mũ rơm thân tình lại càng phải nồng nhiệt hơn. Theo thông tin từ Vegapunk ở Egghead, người khổng lồ sao, cựu phó đô đốc hải quân vẫn còn sống. Ông ấy đã may mắn thoát chết trước Kuzan, âm thầm di rời hết tất cả tài liệu Ohara theo đường biển và đến Elbaf an toàn. Sao hiện đang sống tại vương quốc chiến binh khổng lồ, tuy nhiên khi Shanks đánh nhau với Kid không thấy sự xuất hiện của ông. Phải chăng Sao chờ đợi băng mũ rơm cập cảng mới quyết định ra chào đón? Thử tưởng tượng ở chắp sau 1130, hai chú cháu Robin gặp nhau, thật ra một phân cảnh cảm động. 22 năm xa cách, Robin chưa bao giờ nghĩ đến việc vẫn còn người thân trên thế giới này. Ở đảo trứng, cô đã rơi lệ khi nghe Vegapunk nói rằng Sao vẫn còn sống. Dù cho có là một người phụ nữ đĩnh đạc thế nào, gặp lại ân nhân sau ngần ấy năm, Robin khó mà kìm được cảm xúc. Thật sự, rất mong đợi khoảnh khắc hai chú cháu gặp nhau, đã lâu rồi chưa được nghe tiếng cười mang thương hiệu của họ, Dereshishishi. Sự trở lại này của người khổng lồ Jaguar D-Sound mang rất nhiều ý nghĩa, từng là một phó đô đốc, ít nhiều ông khổng lồ biết vài bí mật về chính phủ, bên cạnh việc giúp cho Robin có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tiếp đến, những gì ông khám phá về lịch sử trong ngần ấy năm có thể mang tính quyết định trong hành trình của băng mũ rơm. Sau khi giáo sư Clover và người mẹ Ovia bị chính phủ sát hại, Vegapunk, người hiếm hoi có hiểu biết về lịch sử trống, cũng bay màu. Sao trở thành người duy nhất hiện tại nắm rõ thế kỷ trống, vương quốc cổ đại, Joy Boy và rất nhiều bí mật kinh khủng. Ông đã đọc tất cả tài liệu ghi chép của Ohara, có rất nhiều thứ mà Robin chưa kịp tìm hiểu thì Ohara đã bất ngờ bị thiêu rụi. Giờ đây, với lượng kiến thức khủng về lịch sử mà Sao nắm giữ, có khả năng ông đã trở thành người có tiếng nói lớn ở vương quốc Elbaf. Nói cách khác, Sao tiếp tục con đường còn đang dang dở của Clover và Vegapunk, và người kết thúc nó sẽ là Robin với khả năng giải mã văn tự cổ. Không lạ gì nếu ở Elbaf có nhiều hơn một phiến đá Poneglyph. Sao vẫn ngày đêm chờ mong đứa cháu Robin đến nơi để cùng nhau tìm hiểu về dòng lịch sử thiêng liêng. Nói chung thì phân đoạn Sao và Robin tái ngộ nhau chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất đại trường Elbaf. Quá xứng đáng để chống đội phải không anh em? Hoàng tử Loki xuất hiện. Tộc Elbaf có liên hệ trực tiếp với băng tóc đỏ đã nhiều năm kể từ khi lá cờ của Shanks cắm xuống vùng đất người khổng lồ. Giờ đây băng tứ hoàng tóc đỏ là những người bảo vệ Elbaf với danh tiếng của mình. Dory và Broggy dù mới trở về Elbaf 1-2 năm nhưng vẫn rất mến chú Shanks. Họ xem nhau như bạn hữu. Cảm ơn Shanks vì nhờ có anh mà Elbaf khoảng thời gian vừa qua luôn được bình yên. Với công lao ấy, không lạ gì Shanks được xem là thần tượng tại Elbaf giống như Luffy ở Wano. Trong khi mũ rơm có thâm tình với Shogun Momonosuke, Shanks cũng là bạn chí cốt với hoàng tử Loki xứ Elbaf. Trong những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, Shanks như thường lệ đã kể rất nhiều câu chuyện tự hào về Luffy, kiểu như chính tay tôi đã tạo ra nó, Joy Boy đấy, các ông biết không? Luffy, cháu tôi, nó là Thái Dương Thần Nika, cũng ly cái nào? Yeah, sure, chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì Dory Broggy đến Egghead mục đích là đón Nika hồi hương. Họ đã biết Luffy là thiên mệnh nhân, người được chọn sau 800 năm. Có thể ngay lúc này, tại bến cảng Elbaf, hoàng tử Loki và rất nhiều người dân tộc khổng lồ đang chuẩn bị tiệc tùng chào đón băng mũ rơm đến với đất nước của họ. Vừa là chỗ quen biết với băng tứ hoàng xanh tóc đỏ, vừa khiến cựu nhân tộc hả hê khi đẩy băng Charlotte của Big Mom xuống đáy xã hội. Chưa kể băng hải tặc khổng lồ mới còn là thuộc hạm đội mũ rơm. Nhiều đó đủ chứng minh Elbaf là vùng đất lành với thủy thủ đoàn trên tàu Sunny. Người có quyền lực bậc nhất Elbaf, hoàng tử Loki, một trong nhân vật trung tâm của đại chương này sẽ sớm xuất hiện. Từng yêu say đắm Lola nhưng rồi bị đá không thương tiếc. Liệu Loki có phải lòng Nami hay Robin của băng mũ rơm? Câu chuyện về hoàng tộc Elbaf và lời tiên tri tận thế Ragnarok sẽ được vẽ nên trong những chương sau. Mình sẽ nói kỹ hơn thần thoại Bắc Âu, tộc Viking và sự kiện thay đổi lịch sử Asgard ở video tiếp theo. Anh em nhớ chờ đón nhé! À quên, một thông tin cuối cùng, không biết người bí ẩn đội nón samurai đang chờ đợi băng mũ rơm là ai nhở? Liệu có đúng Shiki sư tử vàng? Tầm này Shiki xuất hiện chắc bùng nổ luôn. Theo mình, khả năng lớn nhất vẫn là Scopper Gaban của băng Roger. Ý kiến anh em thế nào? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Ok, trên đây là video dự đoán chap mới 1130. Liệu Hajudin sẽ xử lý thằng Rốt như thế nào? Như thường lệ, chào đón ba bạn lên sóng cuối video hôm nay. Đầu tiên là bạn Châu Nhân Minh. Anh em đọc One Piece tiếng Việt ở web nào thế?
Mấy ông gà quá, cứ gõ One Piece 1129 tiếng Việt là ra một nùi web Việt sắp nhá. Bình luận của bạn Zenoris 69, xanh và dâu đen theo anh em ai thắng? Theo mình dù xanh rất mạnh nhưng mô típ dâu đen sẽ cạnh tranh vua hải tặc với Luffy nên Teach vẫn sẽ vượt qua xanh nếu hai gã này đối đầu trực diện với nhau. Có thể là chơi mấy trò hèn một chút nhưng thắng là được. Bạn Quang Vinh Vũ, anh làm video về tất tần tật về băng rock đi ạ. Ok em ơi, nghe phong phanh sắp có movie về God Valley, tầm 2 năm nữa là đẹp luôn nhở. Nhớ like và follow kênh nha mấy ní, giờ thì chào nhau cái nào, bye bye.